Ví dụ như anh Nguyễn Thanh Lộc bảo là tôi làm xây dựng và thiết kế trang trí vì tôi thích làm đẹp không gian cho mọi người. Thế bây giờ tôi mới hỏi anh là anh đến anh làm đẹp không gian cho tôi nhưng mà tôi không trả tiền cho anh thì anh có làm không? Thì anh lại trả lời là không. Cái câu trả lời của anh ở đây là tôi làm xây dựng là vì tiền đã. Anh phải thấy thật sự là mình làm việc vì tiền. Tôi muốn chia sẻ với các bạn một điều. Một câu hỏi thôi đã làm thay đổi cuộc đời không biết bao nhiêu người trên toàn thế giới. Khi tôi đi nước ngoài, tôi gặp ai tôi cũng hỏi họ cái điều này và ngày hôm nay các bạn ở trong căn phòng này cũng cùng nhau trả lời một cách thật sự nghiêm túc câu hỏi một ngày hôm nay bạn đang làm công việc gì để kiếm sống hãy ghi câu hỏi này xuống và trả lời nó thật nhanh nếu bạn có nhiều công việc thì hãy liệt kê nó ra tất cả rồi cảm ơn các bạn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến câu hỏi chính của ngày hôm nay why do you do what you do câu hỏi này là Tại sao bạn lại làm công việc bạn đang làm? Những câu hỏi này sẽ giúp cho bạn được thức tỉnh, tôi gọi là quá trình đánh thức. Đây là một câu hỏi rất là quan trọng để trong cuộc sống của chúng ta và tôi cũng sẽ mong rằng à, thông qua câu hỏi này, bạn sẽ có thể nhận ra được điều gì đó từ trong cuộc sống của mình. Câu hỏi tưởng chừng đơn giản này tôi có thể chia sẻ với các bạn một đoạn video sau đây. Một vài đoạn video mà tôi đã thực hành trong nhiều trong 10 năm qua với nhiều người ở nước ngoài từ những người lái xe taxi những người bán cà phê những người là tình cờ gặp trong uh, sân bay hay là những người uh, gặp họ ở trong các cái quán ăn tài xế Uber đã mang tôi tới Đó, sân bay và trong 20 phút vừa qua thì tôi đã vừa nói chuyện anh với bạn này là đưa tôi từ tôi sân bay về, từ khách sạn về sân bay là tài xế taxi. 20 phút đã đã thay đổi như thế nào về tư duy? xin chào Long, xin chào mọi người. Tôi không bao giờ nghĩ rằng có một cái điều đơn giản như vậy mà có thể làm thay đổi, làm cho tôi thức tỉnh đã dạ, thay đổi world, tâm lý của tôi world, Và làm thay đổi and, uh, tôi ngay bây giờ Anh chàng taxi này Sau 3 tháng sau tôi quay trở lại Với London Và tôi đã gặp lại anh ấy Tôi gọi điện thoại à, tôi hỏi là 3 tháng qua Điều gì đã diễn ra với anh Và anh ấy đã trả lời là Tôi không còn làm taxi nữa Bây giờ tôi là chủ tiệm Một cái quán cà phê ở trung tâm London rồi. À, Đó là một điều rất là tuyệt vời Tôi hỏi là thu nhập có tốt hơn không anh ấy nói là tốt hơn rất là nhiều và tôi đã ổn định được cuộc sống gia đình đã thuê được căn hộ to hơn con cái của tôi đã được học ở trường đã học tốt hơn chỉ sau 3 tháng câu hỏi của tôi cũng chỉ đơn giản là tại sao bạn lại đang làm công việc bạn đang làm tại sao bạn lại làm công việc lái xe uber này tôi sẽ cho bạn xem một đoạn video khác từ một người thạc sĩ tại úc và tôi tình cờ gặp anh này tại một cái sân bay tại châu âu anh này là người trung quốc đang sinh sống tại uh, sydney làm nhà hàng. và tôi đang ở sân bay Jaipur, Ấn Độ và còn vài tiếng nữa thì lên máy bay và tôi đang ngồi cạnh một anh bạn tôi là Alex và Alex đã nói chuyện với tôi trong khoảng một tiếng và Alex uh, muốn chia sẻ với các bạn một vài điều. Hi Alex, uh, we talking about one hours yes. and how do you take about the conversation and about my life? Okay, okay, sure. Uh, hi everybody, uh, um, this is Alex and I Alex. have the It's my pleasure to meet you. one conversations. Actually, that's à, conversations it so me have a deeper understanding Làm, of tôi the whole with the Platinum partnership like program. It's the, the key point for me today in learning. is about, Tony always say about 80% of the psychology and 20% of the, the mechanism. Và ở đây thì tôi đã học lại một cái bài học mà tôi đã được à, long nhắc tôi là 80 phần là do tâm lý 20 phần trăm là kỹ thuật để thành công và tôi cần phải đưa những công việc mà tôi đang làm đến trạng thái phải làm và tôi đã thấy rằng là cái bài học này nó có thể làm tốt hơn tôi rất là nhiều tôi ước gì được học nó trước đây 15 năm trước và như vậy thì tôi sẽ còn nhiều những câu chuyện và câu chuyện của tôi ngày hôm nay các bạn cũng có thể trở thành một anh nào đó giống như anh Uber kia. Cũng có thể một anh nào đó giống như anh thạc sĩ đang có nhà hàng tại Úc này. Câu hỏi của tôi chỉ là tại sao bạn lại đang làm công việc bạn đang làm? Tôi sẽ trả lời các bạn câu hỏi này như sau. Lý do mà bạn đang làm một công việc nào đó là vì bạn đang cần thỏa mãn một nhu cầu của bạn. Và bằng việc nghiên cứu tôi thấy rằng chúng ta có 6 cái nhu cầu sau đây. Mỗi người chúng ta sẽ tùy thuộc vào các cấp độ khác nhau mà chúng ta sẽ có những cái nhu cầu khác nhau trong cuộc sống. Cái nhu cầu đầu tiên mà chúng ta có ở đây đó là nhu cầu sống. Trong những cái nhóm về thuộc về nhu cầu sống nó có thể là ăn uống, đi lại, an toàn, ở và trong đó có cả những nhu cầu liên quan tới cuộc sống như là tình dục nhu cầu thứ hai mà chúng ta có thể có ở đây đó là nhu cầu liên quan tới tiền bạc có rất nhiều người trong chúng ta đã trả lời tôi làm công việc này vì tôi muốn được đam mê đó là nhu cầu sống nhưng mà nó lại cho tôi tiền thì đó là nhu cầu tiền bạc có một số người thì sẽ thấy rằng chúng ta làm một cái việc gì đó vì chúng ta mong muốn được kết nối được yêu thương từ những con người khác Chúng ta muốn được thuộc về một cộng đồng người. Ví dụ như các bạn đang làm các bạn đang thuộc về cộng đồng BNI ở đây, cũng có thể bạn đang làm công việc vì muốn con cái của mình được tốt hơn, muốn cha mẹ mình được phục dưỡng tốt hơn. Đó là nhu cầu yêu thương, nhu cầu kết nối. Chúng ta thấy đồng nghiệp của chúng ta, chúng ta muốn đến đó để được kết nối với họ. Một số người sẽ làm công việc gì đó vì mục tiêu danh vọng của mình. Chúng ta làm bởi vì chúng ta là duy nhất bởi vì chúng ta là số một bởi vì chúng ta là tuyệt vời bởi vì chúng ta được người khác khen ngợi kính trọng đó được gọi là nhu cầu danh vọng nhu cầu tiếp theo ở đây hai cái nhu cầu này hôm nay chúng ta sẽ không bàn đến đó là nhu cầu phát triển và nhu cầu cống hiến đây là hai nhu cầu về tinh thần và vì cái lớp học của chúng ta ngày hôm nay bạn đang làm công việc bạn đang làm bởi vì nhu cầu sống của mình nhu cầu sống, nhu cầu ăn, nhu cầu uống, nhu cầu ở, nhu cầu an toàn. Bạn làm bởi vì ai đó cho mình tiền nên mình làm. Mình làm bởi vì mình yêu thương ai đó, ai đó yêu thương mình, có thể là khách hàng yêu thương mình, cũng có thể mình làm mình kiếm tiền để nuôi vợ con mình. Mình làm công việc đó vì danh vọng của mình. Mình làm công được đó vì phát triển và nhu cầu cống hiến. Hai điều này xin phép bàn vào hôm khác. Câu hỏi tiếp theo của tôi là trong 6 cái nhu cầu này thì nhu cầu chính nào là quan trọng cho công việc đó. Bạn có thể vẽ cái biểu đồ. Tôi giả sử rằng các bạn có thể vẽ một cái biểu đồ là sáu cạnh như thế này. Bạn vẽ to nó lên trong vở của mình. Ví dụ như bạn thấy rằng là à, tôi làm công việc đó là để kiếm tiền. Đương nhiên rồi. Mà tiền là quan trọng nhất. Thì bạn kéo nó về đây. Thế tôi làm cái đó để cống hiến. Nhưng mà giai đoạn này mình tôi cống hiến ít. Cũng có cống hiến chứ làm sao lại không. Thì mình cho nó về đây. Rồi bạn thấy rằng là làm cái này cũng được cũng thấy mình cũng quan trọng phết đấy à, nhưng mà vừa vừa thôi tiền quan trọng hơn thì mình đưa cái này nó về đây sau đó bạn nói rằng là à, tôi làm cái việc này cũng một chút vì vợ vì con à, chúng ta nhu cầu danh vọng à nhu cầu yêu thương kết nối ta cho về đây nhưng mà điều quan trọng nhất thì là làm để có cơm ăn áo mặc để sống qua ngày cho nên nó nằm thế này thì lúc này chúng ta sẽ vẽ một cái sơ đồ trông nó có dạng như thế này thì cái biểu đồ của bạn đây chính là biểu đồ à, nhu cầu trong hiện tại của bạn và các bạn sẽ vẽ và bạn phải tự cảm nhận càng chính xác thì càng có ích rồi bây giờ chúng ta xem là bạn đang có cái hình dáng nhu cầu trong một hai ba bốn năm sáu cái này cái nào quan trọng nhất cái nào ít quan trọng hơn với bạn ví dụ như anh nguyễn thanh lộc bảo là tôi làm xây dựng và thiết kế trang trí vì tôi thích làm đẹp không gian cho mọi người thì bây giờ tôi mới hỏi anh là anh có thích làm đẹp không gian cho tôi không thì anh tất nhiên anh sẽ trả lời là có nhưng mà bây giờ anh đến anh làm đẹp không gian cho tôi nhưng mà tôi không trả tiền cho anh thì anh có làm không thì anh lại trả lời là không thì như vậy thì là cái câu trả lời của anh ở đây là tôi làm xây dựng là vì tiền đã nếu mà không có tiền mà chỉ có làm đẹp thế thì anh có làm không thì câu trả lời là không thì như vậy là anh đã trốn tránh cái việc cái tiền anh phải thấy thật sự là mình làm việc vì tiền bây giờ nếu mà vì tiền nhưng mà gia chủ bảo làm xấu cũng làm thì anh có làm không mục đích của anh là làm đẹp đấy nhưng mà gia chủ bảo xấu thì có làm không? À, kiến trúc sư mà tôi sẽ chấp không bao giờ chấp nhận làm điều xấu. À, rất tuyệt vời, cảm ơn anh. Bây giờ nếu mà các anh chị đã vẽ xong cái hình của mình rồi thì bây giờ các anh chị đã hiểu là tại sao mình đang làm công việc mình đang làm. Bây giờ quay trở lại ở đây. Đây tôi lấy một cái ví dụ để để xếp cho các anh chị thấy, tôi quên mất là tôi đã không không hướng dẫn cái điều này. Là chúng ta đem chia từ 1 đến 6 các anh chị từ, từ 1 đến 6 cho nó dễ, hoặc là từ 1 đến 10 cho nó dễ. Như của tôi ở đây ấy là cái anh này là 6, cái anh này là 5, cái anh này là 4, cái anh này là 3, cái anh này là 2 và cái anh này là 1. Thì cái hình của tôi trông nó như thế này. Đấy, là 6 5 4 3 2 1 à, nó theo cái thứ tự của nó vừa rồi thì có một bạn là là vẽ cái hình nó tràn đầy ra thế này thì nó không đúng mà ở đây bạn sẽ ưu tiên cái gì nhiều hơn ở đây là bạn ưu tiên cái gì nhiều hơn thì bạn chọn con số to cái gì ít ưu tiên nhiều hơn thì chọn con số nhỏ hơn một tí cái gì ít ưu tiên nhất thì mình chọn cái số nhỏ nhất thì nó mới ra cái hình dạng của mình được vừa rồi các bạn vẽ một cái hình mà nó giống hệt nhau thì nó không đúng tất nhiên là chúng ta tất cả đều có nhu cầu nhưng ý tôi là cái nào quan trọng nhất với bạn bây giờ bạn đã biết rằng là tại sao bạn lại làm cái công việc bạn đang làm bạn đang làm cái công việc thì tôi đọc thấy rằng là chủ yếu anh em ta vì cái nhu cầu tiền bạc có đúng không các bạn ơi mình đang đi làm vì tiền có phải không và nếu không tiền thì mình không làm có đúng không hôm nay tôi dạy các anh chị tôi có lấy tiền của anh chị không chờ mấy ông vip ra có lấy không nếu không thì lắc không thì lắc và cảm ơn các anh chị em đa phần là free không phải một số thì cái sự làm việc của tôi ngày hôm nay đó là tôi đang làm việc có thể thôi nhá không cần biết là tôi đang cống hiến với các anh chị cái này chiến lược này có tên gọi là nhưng mà có thể là tôi không lấy tiền ngày hôm nay vì tôi đang chơi trò chơi là đầu tư lâu dài cũng có thể là nhu cầu sống tôi ngồi yên là tôi không chịu được là tôi phải rủ mấy ông khác về nhà để nói cho nó vui mồm Ê, Ví dụ hôm nay là tôi sẽ nói cho các ông ý của kem hôm nào mà mồm sẽ không được nói là tôi sẽ bị tịt không nói được nha yeah. nên là mình phải có cái mồm mình nói thì đấy là nhu cầu sống cũng có thể là tí nữa bạn post quả tim lên mạng bạn bảo là tôi yêu phạm thành long xong bạn để quả tim vào bạn cho trên mạng nhu cầu được yêu thương đấy, thì nhu cầu đấy là nhu cầu thì cũng có thể mỗi lần tôi dạy như thế này tôi lại thông minh lên ví dụ như vừa rồi thương phạm học trực tiếp với cái này xong các bạn nộp bài cho tôi luôn thì có một số bạn là hiểu bài ngay a à, hiểu rất tốt nhưng có một số người không hiểu tôi lại phải sửa đổi lại cái phương pháp giảng dạy của tôi cho các bạn dễ hiểu hơn thực ra ngày xưa tôi giảng bằng cái này nhưng mà sau một thời gian tôi hay giảng tắt sang cái này làm các bạn khó hiểu à thế thì bây giờ các bạn hiểu rồi thì tôi đã thấy rằng là tôi có phát triển lên không tôi mà cá nhân tôi mà sau khi tôi dạy các bạn xong tôi có phát triển lên không cái phương pháp giảng dạy của tôi đấy đúng rồi cảm ơn các bạn thì như vậy hôm nay tôi dạy là có cả sáu có cả sáu nhưng mà đối với tôi thì cái nào là lớn nhất? Ừ, lớn nhất là cái ở đây tại sao tôi lại làm cái chương trình này? Tại sao tôi lại làm cái chương trình này? Tôi làm cái chương trình này bởi vì tôi thấy rằng đây là lúc tôi được sống. Bởi vì tôi muốn trở thành ông thầy lớn nhất trong cái lĩnh vực của tôi. Nên tôi làm cái chương trình nó thật lớn, đông người. Nên là tôi mời các ông miễn phí đến cũng là hành vọng thôi khoe khoang là chính để có cái chương trình 20.000 người à, khoe khoang là chính đấy thì ông nào ở Việt Nam làm được 20.000 người giống tôi làm được nghìn người là kinh rồi hai 20.000 người nó mới kinh ấy. À, thế đây là cũng là khoe khoang đấy thì ở đây là tùy thuộc vào mỗi một người chúng ta thế thì ở đây khi trả lời cái câu hỏi là tại sao bạn lại đang làm công việc bạn đang làm tại sao bạn lại làm công việc bạn đang làm thì bạn phải nhận thức được chính bản thân mình là mình đang làm vì cái gì tất nhiên là mình sẽ làm vì sáu cái nhưng câu trả lời bây giờ là bạn sẽ chọn ra hai cái nhu cầu quan trọng nhất và nếu không có hai cái nhu cầu đấy thuộc thỏa mãn thì tôi sẽ không làm cái công việc đấy nó có thể là nhu cầu sống nhu cầu tiền có thể là tiền là danh vọng tiền là yêu thương có thể tiền và phát triển cũng có thể tiền và được cống hiến tùy thuộc bây giờ đối với bạn đâu là hai nhu cầu quan trọng nhất mà công việc này nếu không có thì bạn không làm nào như vậy thì tôi thấy là cái biểu đồ này là tôi vẽ cho các bạn thôi chứ không phải vẽ cho tôi phải không nào tôi vẽ xong tôi thấy là rất nhiều anh em là vì tiền và vì sống và vì danh vọng và vì kết nối và yêu thương phải không các bạn như vậy chúng ta đã nhận ra một điều rằng là hầu hết chúng ta đang sống trong cuộc đời này vì bốn cái nhu cầu vật chất liên quan tới nhu cầu sống tiền bạc yêu thương và danh vọng và có một số ít rất ít thì chúng ta sẽ theo cái nhu cầu tinh thần là phát triển và cống hiến này. Bây giờ chúng ta sẽ thỏa mãn hai cái nhu cầu quan trọng. Câu hỏi của tôi là công việc hiện tại từ 1 đến 10 thì nó thỏa mãn cái nhu cầu quan trọng nhất, có thể là nhu cầu sống hoặc nhu cầu tiền bạc hoặc nhu cầu danh vọng, thỏa mãn hai cái nhu cầu quan trọng nhất của bạn như thế nào? Tức là bạn đánh dấu từ 1 đến 10 thì nó thỏa mãn nhu cầu tiền bạc của bạn ở cấp độ mấy? Cảm ơn các bạn. Rồi, bây giờ là câu hỏi quan trọng nhất trong ba câu hỏi này. Còn việc gì tốt hơn không? Còn cách làm nào tốt hơn không? Và bây giờ chúng ta đến một câu hỏi số 4. Tại sao bạn lại không làm nó trước đây? Bạn không tìm thấy điều gì để làm? Thì câu hỏi là tại sao bạn lại không tìm nó? Câu hỏi của Lê Xuân Huy là hiện tại chưa có việc gì tốt hơn. Thì câu hỏi của tôi là Tại sao bạn đã không tìm nó trước đây Còn nếu người nào đã tìm thấy Đã nghĩ thấy Tại sao bạn chưa làm nó Anh Lê Xuân Huy Anh hỏi là em vẫn đang muốn phát triển tiếp Phát triển đấy Muốn phát triển thì phải có cái gì đấy tốt hơn Thì câu hỏi của tôi là có cách làm nó tốt hơn đấy. Bạn vẫn làm cái công việc xây dựng của bạn Nhưng mà có cách làm nó tốt hơn không Thì câu hỏi là bạn Tại sao bạn lại không Tìm cái cách tốt hơn Cái công việc tốt hơn là một Cái cách làm tốt hơn là hai cái câu hỏi ở đây là tại sao bạn lại không làm cái cách tốt hơn tại sao bạn lại không đi tìm cái cách tốt hơn bạn muốn phát triển tại sao bạn lại đang làm cái cách tốt hơn vâng chưa làm vì chưa học chưa làm vì chưa đủ kinh nghiệm chưa làm vì chưa biết vâng đúng rồi đấy tất cả những điều này đều đúng với các bạn hãy liệt kê vào trong vở của mình các bạn làm mà chưa hiệu quả thì cái, cái, cái chưa hiệu quả thì tôi mới có cái câu hỏi là có cách nào tốt hơn không sao bạn không đi tìm cái cách tốt hơn nó không hiệu quả sao không đi tìm cách tốt hơn Ok và đó là con người trong hiện tại của bạn. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Phạm Thành Long. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.